Khi diễn biến dịch COVID-19 bớt căng thẳng, ngành du lịch thế giới đang dần hồi phục trở lại. Con đường nối giữa New York của Mỹ đến với khu nghỉ dưỡng yêu thích của giới nhà giàu đang gặp phải tình trạng kẹt xe hàng giờ và thiếu trầm trọng nhà vệ sinh công cộng. Giới nhà giàu ở New York đang tìm đến các thủ thuật y tế giúp họ tránh đi vệ sinh trên đường đi du lịch. Để giải quyết tình trạng này, một bộ phận người giàu ở New York chọn tìm đến các thủ thuật y tế nhằm giảm cảm giác buồn đi tiểu thường xuyên. Cách thức này bao gồm thực hiện thủ thuật chuyên biệt giúp giảm kích thước tuyến tiền liệt ở nam giới và Botox bằng quang có tác dụng giảm tần suất đi vệ sinh đối với phụ nữ. Thời gian thực hiện thủ thuật này thường kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng và bệnh nhân có thể về nhà ngay trong ngày. Còn đối với nữ giới, thủ thuật Botox bằng quang có nghĩa là tiêm thuốc chuyên dụng có tác dụng hạn chế tần suất đi vệ sinh trong vòng 6 tháng. Vâng thưa quý vị, hệ thống tiêm chủng ở nước ta hiện nay tồn tại song song tiêm chủng mở rộng quốc gia, tức là tiêm miễn phí và tiêm chủng dịch vụ. Trong đó có rất nhiều loại vaccine dịch vụ quan trọng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Điều đáng nói nhất là có những vaccine mang tính điều trị khẩn cấp như vaccine dại và vaccine uốn ván. Nếu tiêm chậm trễ có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Con trai chị Lan bị chó cắn vào tai cách đây hơn 2 tuần. Hôm nay con chó ốm, bỏ ăn là những dấu hiệu điển hình của bệnh dại, thì chị mới vội vàng cho con đi tiêm chủng. Các bác sĩ nhận định vết cắn ở tai là rất nguy hiểm vì là vùng đầu mặt cổ gần thần kinh trung ương. Nếu tiêm chậm trễ, virus dại sẽ tấn công lên não bộ và cháu bé có thể không cứu được. Con chó đấy thì bây giờ nó bỏ ăn chị ạ. Nó bỏ ăn, nó không ăn nữa, nằm một chỗ nên là em cũng thấy rất là lo. Đặc biệt là vùng đầu mặt cổ, là cái vùng tai là thuộc đầu mặt cổ nên là nó có rất là nhiều đầu mút các dây thần kinh ở đây. Nên là cái nguy cơ khi bị chó cắn ở đấy thì những cái biến chứng nặng thần kinh hoặc là nhiễm dại nó sẽ nhanh hơn đối với những cái vùng khác của cơ thể. Đặc biệt là khi bất kể con chó bình thường hay là chó có biểu hiện dại chỉ bị cắn vào tai thôi, và hoặc là cắn vào đầu mặt cổ hoặc là những cái vùng nhiều đầu mút dây thần kinh, ví dụ như là đầu các ngọn chi, thì đều phải tiêm huyết thanh phòng dại ngay và vaccine phòng dại đủ 5 mũi theo phác đồ của Bộ Y tế. Đến tiêm chủng vẫn còn vaccine dại, đó là một may mắn với mẹ con chị Lan. Giả sử nếu các điểm tiêm gần nơi chị sinh sống đã hết vaccine dại, thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi bước chân chị chùn lại vì khoảng cách địa lý. Có những người, người ta vì lo lắng hay là vì quan ngại về vấn đề giá, cho nên là họ cũng ngần ngại hơn trong cái việc là quyết định có đi tiêm hay không. Và đấy cũng là những cái lý do mà một số người là chậm trễ trong cái việc là tiêm vaccine phòng dại. Đến khi mà phát hiện ra cái con chó nó cắn mình ấy, nó bị chết rồi, thì lúc đấy mới nghĩ đến chuyện đi tiêm thì khá là trễ. Và khi trễ như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là đã có những trường hợp rất là đáng tiếc là tử vong do bệnh dại. Trong danh mục vaccine dịch vụ thì vaccine dại luôn được ưu tiên nhập khẩu vì nó là loại vaccine đặc thù. Người bị chó mèo nghi dại cắn, cào, nếu không được chích ngừa vaccine sớm, virus dại sẽ tấn công theo đường dẫn truyền thần kinh. Đích đến cuối cùng là não bộ. Khi virus tấn công lên não cũng đồng nghĩa với việc nạn nhân phát bệnh và tử vong 100%. Vaccine dại được xếp vào loại vaccine điều trị khẩn cấp, thiết yếu hàng đầu. Vậy mà trong danh mục vaccine của Viện Pasteur TP.HCM, các loại vaccine dại đều báo hết. Những cái người mà bị chó mèo dại cắn, nếu mà không được điều trị dự phòng bằng vaccine dại và huyết thanh kháng dại, thì cái nguy cơ mà tử vong là gần như 100%. Dùng vaccine để giúp cơ thể kích thích miễn dịch, chạy đua thời gian với cái con virus đấy, nó xâm nhập vào cơ thể và đưa đi lên hệ thống thần kinh trung ương. Đấy, khi mà chúng ta tiêm phòng càng muộn, thì có nghĩa là cái cơ hội của chúng ta đang giảm đi rất là nhiều. Còn người đàn ông này vừa gặp tai nạn thương tích, đến bệnh viện sơ cứu, ông được bác sĩ khuyên đi chích ngừa khẩn cấp vaccine uốn ván để tránh nguy cơ nhiễm trùng, tính mạng bị đe dọa. Thật may mắn Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang khan hiếm nhiều loại vaccine, nhưng vaccine uốn ván thì vẫn còn. Nhiễm trùng uốn ván rất là nguy hiểm. Thế nên là nếu nó vào cơ thể nó sẽ gây nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng. Cơ chế đấu thầu vaccine dịch vụ đang làm khó các cơ sở y tế công lập. Vaccine là để phòng bệnh từ xa, nhưng cũng có những loại vaccine mang tính khẩn cấp, chạy đua với thời gian. Chính vì vậy, việc khan hiếm vaccine dù là diện rộng hay cục bộ thì vẫn là mối đe dọa với sức khỏe và tính mạng người dân. Thưa quý vị, hiện không chỉ có tình trạng khan hiếm thuốc và vật tư y tế điều trị bệnh nhân ở các cơ sở y tế công lập, mà ngay cả lĩnh vực y tế dự phòng cũng đang xảy ra tình trạng khan hiếm vaccine dịch vụ.
Điều đáng lưu ý, tình trạng này không chỉ xảy ra ở các cơ sở y tế tuyến dưới, mà ngay cả các viện tuyến trung ương cũng đang lâm vào cảnh không có vaccine tiêm cho người dân. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Điểm tiêm vaccine dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tuyên Quang. Trong giờ hành chính, nhưng hầu như không có bóng dáng khách hàng. Chỉ có nhân viên y tế ngồi túc trực. Thời gian này, vaccine dịch vụ về nhỏ giọt nên một số loại đang hết hàng. Thiếu khá nhiều mặt bệnh, như là hiện tại thì những cái bệnh như là thủy đậu này, những mặt bệnh như là phế cầu 10 này, hoặc là những cái vaccine như là mới được cập nhật như là ung thư cổ tử cung 9 hiện tại cũng chưa có. Một vài loại vaccine thì từ đầu năm đến giờ cũng vẫn thiếu, như là não mô cầu hoặc là những cái bệnh cũng xuất hiện ở những cái tỉnh miền núi như là Tả với Thương Hàn thì cũng hiện tại cũng chưa có. Hiện nay, bên cạnh hệ thống các phòng tiêm chủng tư nhân, thì mỗi CDC tỉnh thành đều có một phòng tiêm chủng dịch vụ để phục vụ yêu cầu phòng bệnh một cách toàn diện của người dân. Tuy nhiên, các điểm tiêm chủng này hầu hết đều khan hiếm nhiều loại vaccine. Lý do được đưa ra vẫn là cơ chế đấu thầu vaccine. Tuyên Quang thì cũng như tất cả các cái tỉnh khác thôi. Khi triển khai tiêm vaccine dịch vụ thì phải tổ chức đấu thầu vaccine. Đấu thầu thì có tất cả các công ty tham gia và có những công ty trúng thầu. Công ty nào trúng thầu vaccine gì thì công ty sẽ cung cấp vaccine đó. Tuy nhiên là giá vaccine thì nó thường xuyên thay đổi. Công ty đó người ta cũng không thể cung ứng được. Là một. Cái thứ hai nữa là vaccine thì nhập về thì cũng không biết lý do gì, nhưng mà mình thì đấu thầu thì ví dụ như là cái vaccine viêm phổi chẳng hạn, là mình đấu thầu khoảng 500.000 liều trong một năm, nhưng mà công ty người ta chỉ cung cấp được khoảng 100-200 thôi, với lý do là người ta nhập không về kịp mà chia cho nhiều các cái đơn vị tiêm khác. Không chỉ CDC các tỉnh mà hầu hết các viện đầu ngành tuyến trung ương cũng cạn kiệt vaccine. Đây là danh sách thông báo về tình trạng vaccine hiện có của Viện Pasteur TP.HCM. Trong danh sách 19 loại vaccine thì chỉ có duy nhất vaccine phòng rotavirus, 17 loại khác đều báo hết. Đáng lưu ý, những vaccine phải tiêm khẩn cấp, những vaccine dại, uốn ván cũng hết. Chúng ta thấy có rất nhiều các cái vaccine rất là quan trọng mà chỉ có ở trong tiêm chủng, ngoài tiêm chủng mở rộng. Ví dụ như là cái vaccine, những vaccine phòng dại chẳng hạn, hoặc là những cái vaccine để bao phủ những cái bệnh cũng rất là nguy hiểm, ví dụ như thủy đậu, ví dụ như cúm, ví dụ như là phế cầu, ví dụ não mô cầu chẳng hạn, đều là những cái bệnh nguy hiểm. Và nếu có điều kiện bảo vệ bằng vaccine thì sẽ rất tốt. Tuy nhiên thì những vaccine này cho đến thời điểm hiện tại vẫn là vaccine ngoài tiêm chủng. Trong khi các cơ sở y tế công lập chật vật trong đấu thầu, ngồi chờ nguồn vaccine nhỏ giọt, thì tại các phòng tiêm chủng của y tế tư nhân lúc nào cũng sẵn vaccine, vì họ tự chủ được tài chính và tự quyết nguồn cung cấp vaccine được về. Chúng tôi thì việc tự chủ về nguồn lực, về nguồn ngân sách, cho nên là chúng tôi tự chủ được nguồn đầu vào, thuốc đầu vào. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay chuyển mùa, chúng tôi sẽ chủ động và sẽ đã chia sẻ được với CDC các địa phương và với Sở Y tế các tỉnh về việc chủ động nguồn lực vaccine tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. So sánh như vậy để thấy rằng điểm tiêm chủng dịch vụ ở y tế công đang gặp nhiều vấn đề bất cập trong đấu thầu và nhập khẩu vaccine. Cùng là những loại vaccine như nhau, cùng để phục vụ nhân dân, nhưng y tế công lại đang chịu khá nhiều ràng buộc về thủ tục hành chính.